Quỷ hồn tiết lộ sức mạnh của việc hành thiện. Trong Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký quyển 11 có chép rằng, ở Cảnh Châu có một người tên là Lý Tình Lân, kể về câu chuyện một người bị đọa vào cõi ngạ quỷ, suốt trăm năm không được siêu độ. Chuyện kể rằng, có một thư sinh họ Lưu mượn chùa cổ làm học đường để dạy trẻ nhỏ đọc sách. Một đêm nọ, dưới ánh trăng mờ mờ, anh loáng thoáng nhìn thấy có bóng người đang di chuyển trong vườn. Anh nghĩ thầm đó là kẻ trộm, nhưng rồi lại chợt nghe thấy hai con quỷ ở bên kia tường cầu cứu. Lưu sinh ngạc nhiên hỏi, tại sao các ngươi lại tìm đến ta cầu cứu? Nghe vậy, hai con quỷ kế bên tường trả lời rằng, vì kiếp trước chúng đã tạo nghiệp chướng nên bị đọa vào cõi ngạ quỷ, đến nay đã gần 100 năm, bụng dạ chúng lúc nào cũng đói cồn cào. Vì thế anh là người có tấm lòng từ bi nên đến xin ít thức ăn thừa để giải cơn đói. Lưu sinh lúc này nghĩ đến đạo cứu tế và pháp sự siêu độ nơi cửa Phật, bèn hỏi, trong Phật giáo thường làm pháp sự sám hối, công đức này đủ để cứu được ma đói trong âm giới, tại sao các ngươi không đến cầu xin các nhà sư trong chùa siêu độ cho? Ngạ quỷ đáp, muốn được siêu độ cũng phải dựa vào nhân thiện gieo ở kiếp trước thì mới được. Nói rồi, một ngạ quỷ tường thuật lý do chúng không nhận được cứu tế như sau. Kiếp trước hai chúng tôi bận rộn nịnh nọt, chạy theo con đường làm quan, xem ai có quyền thế lớn thì nịnh bợ dựa dẫm, đạt được rồi cũng chưa từng giúp đỡ người nghèo, không tích đủ thiện duyên. Bây giờ bị đọa vào cõi ngạ quỷ, làm sao có đủ thiện duyên để được siêu độ đây chứ? Ngạ quỷ lại tiếp tục nói, may mắn thay, trước đây chúng tôi không liếng tuyết những khoản lợi bất chính, cũng bố thí chút ít cho những người bạn cũ cơ hàng, nên bây giờ đôi khi còn được chút cơm thừa canh cặn. Không giống như mẹ của một kiền liên bị đọa vào đại địa ngục, cho dù có thức ăn đưa đến miệng cũng sẽ hóa thành than đỏ cháy mất. Ngay cả Đức Phật thần thông quảng đại cũng không cứu nổi bà ấy. Lưu sinh nghe xong trong lòng cảm thấy thương hại, bèn gật đầu nhận lời giúp. Hai ngạ quỷ cảm kích không thôi, thúc thích rời đi. Kể từ đó Lưu sinh thường đem chút canh thừa rượu cạn để cúng cho hai ngạ quỷ ở bên kia bức tường như đã hẹn. Mặc dù anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng, nhưng chúng cũng không tìm đến anh nữa. Hơn một năm sau, vào một đêm nọ, Lưu sinh chợt nghe thấy hai ngạ quỷ đến tạ ơn và nói lời từ biệt. Lưu sinh hỏi, các ngươi sẽ đi đâu? Ngạ quỷ nói, hai chúng tôi bị đọa vào cõi ngạ quỷ 100 năm rồi, không thể siêu thoát. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể làm việc thiện mới tự mình giải thoát. Sau đó quỷ đói kể về những việc làm tốt của bản thân. Khi chúng thấy có người đến săn chim hoang dã trong rừng, chúng liền làm chim sợ hãi bay đi xa. Khi thấy có người muốn thả lưới để bắt cá, chúng sẽ xua cá bơi đi để không bị sa vào lưới. Thần linh cảm động trước thiện niệm này của hai ngạ quỷ nên đã xá tội cho chúng, từ đó chúng có thể thoát khỏi quỷ vực và được đi đầu thai. Câu chuyện trên cho thấy hai ngạ quỷ vốn tội nghiệp chồng chất, bị đọa vào địa ngục, trở thành quỷ đói không được Phật Pháp, đạo Pháp cứu rỗi. Nhưng may thay, chúng quyết tâm tự cứu mình bằng cách phát thiện niệm và hành thiện, cố gắng cứu tế sinh linh. Nhờ vậy chúng đã tự cứu bản thân, thoát khỏi bể khổ trần ai suốt 100 năm. Nhìn lại cảnh một kiền liên cứu mẹ, một kiền liên dù là thần thông đệ nhất trong số các đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng chỉ dựa vào thần thông cũng không đủ để giải trừ tội nghiệp nặng nề của người mẹ đã khuất. Một người thần thông quảng đại như ông cũng không thể cứu được người mẹ bị đọa vào ngạ quỷ, chốn đại lao nơi địa ngục. Thần Phật là đại từ đại bi, phàm những ai thành tâm cải tà quy chính, thiện niệm cung kính, thì việc thiện dù nhỏ cũng đều đang tạo phúc cho mình. Sức mạnh của thiện niệm quả thực vô cùng, vô lượng, không thể đong đếm.